Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sela. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 20 tháng 1, ngày 29 Tết, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sơ La quyết tâm trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc. Người dân tái định cư vùng thiên tai ổn định cuộc sống và đón một mùa xuân mới với nhiều khởi sắc. Tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 20 tháng 1, tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch. Nhà 67 nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Tổng bí thư hoan nghênh cán bộ, nhân viên khu di tích đã cố gắng làm tốt công việc được giao, gìn giữ, bảo quản và giới thiệu với đồng bào trong nước, du khách quốc tế, những tư liệu hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng bí thư căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên công tác tại khu di tích, truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương, một nhân cách vĩ đại người đã công hiến cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân tới các du khách trong và ngoài nước tập thể cán bộ nhân viên khu di tích luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghiên cứu, gìn giữ từng hiện vật, tư liệu về bác và học tập làm theo tấm gương đạo đức của bác, truyền cảm hứng tới khách tham quan về đức độ tài năng vĩ đại của người. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, nhân viên khu di tích cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, cán bộ nhân viên khu di tích đã tặng tổng bí thư cuốn à, sách Hồ Chí Minh và tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký. Đây là cuốn sách được xuất bản trong không khí tháng 8 mùa thu lịch sử, cũng là thời điểm tròn 80 năm người viết tác phẩm Nhật Ký trong tù và 35 năm UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Nhận quà bưởi từ vườn bác do cán bộ nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, Tổng bí thư Bạn Nguyễn Phú Trọng xúc động đọc những câu thơ tổ 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 trong bài thơ Bác ơi, ơi của này. nhà thơ Tố Hữu. Còn đâu bác sớm, mặt hồ gương mây trắng Tỉnh ủy Sơn La vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành trung đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó thì xác định đến năm 2030, xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển toàn diện, ổn định, bền vững và tăng trưởng cao. Phát huy kết quả tích cực từ đầu nhiệm kỳ, trong giai đoạn đến năm 2030, Sơn La quyết tâm duy trì tăng trưởng với nhịp độ tăng dần đều. Giai đoạn 2021-2025, phân đấu đạt khoảng trên 7% một năm. Giai đoạn 2026-2030, đạt khoảng trên 8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 60 triệu đồng một người, đến năm 2030 đạt trên 86 triệu đồng một người. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đến năm 2025 đạt trên 200 triệu đô la Mỹ và đạt trên 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2030. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 6.250 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 18,5% và đạt trên 22,15% vào năm 2030. Với những mục tiêu trọng điểm nêu trên, Sơn La trở thành một trong những tỉnh phát triển khá, trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt Nam-Lào và vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết hợp phát triển du lịch xây dựng thành phố sơn la trở thành cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng của vùng trung du và miền núi bắc bộ chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo môi trường bền vững bảo tồn và phát huy hiệu quả bản sắc các nét đẹp văn hóa các dân tộc bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đối ngoại xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ từng bước hiện đại trong đó ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm kết nối liên vùng như tuyến đường bộ cao tốc hòa bình mộc châu thành phố sơn la cảng hàng không là sản tập trung phát triển hạ tầng giao thông địa phương kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các tỉnh lân cận trong vùng và cả nước bền vững về môi trường sinh thái ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Tết Nguyên Đán Quý Mão đang đến gần và trong thời gian qua thì các địa phương trong tỉnh đã gấp rút thực hiện công tác vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị đảm bảo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, tạo không khí Tết vui tươi rộn ràng phục vụ nhân dân và ghi nhận tại huyện Thuận Châu. Nằm ở khu vực trung tâm huyện, những ngày này người dân tiểu khu 8 thị trấn Thuận Châu đang tất bật chuẩn bị sắm Tết, trang trí nhà cửa, vệ sinh đường ngõ xóm, khu vực mình sinh sống. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng tiểu khu bản sáng xanh sạch đẹp của huyện ủy Thuận Châu phát động, chi bộ ban quản lý tiểu khu đã triển khai từ các hộ gia đình và nhận được sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân mỗi hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp 300.000 đồng mua đèn lồng, bóng điện, dây điện, thuê nhân công lắp đặt lồng đèn tại khu phố mình. Thì à, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chỉ ủy chi bộ tiểu khu 8, ban lãnh đạo chúng tôi đã tổ chức à, huy động cái nhân lực và nguồn lực của nhân dân trong tiểu khu để tổ chức à, làm các cái tiêu chí theo cái tiêu chí yêu cầu của huyện đề ra Cùng hưởng ứng phong trào, 10 tiểu khu của thị trấn Thuận Châu và 3 bản của xã Trường Ly đã triển khai dọn dẹp vệ sinh đường xá, thu gom rác thải và tự trang trí dây, cờ hoa, đèn lồng, cổng trào cho bản tiểu khu mình. Phong trào đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, văn minh của khu dân cư, cộng đồng. Cùng chung không khí hân hoan vui đón Tết, Trung tâm truyền thông văn hóa huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ sẽ diễn ra trước và trong Tết. Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Tần Châu đã tập trung vào công tác các cái pha pano áp phích và thăng treo dây cờ hoa cửa đảng. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng gia quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, các biển quảng cáo không đúng quy định, chống tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, vận động nhân dân tự giác chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, duy trì tốt phong trào xanh sạch đẹp khu đô thị văn minh. Đến nay là cái hành lang an toàn giao thông dành cho người đi bộ trên địa bàn thị trấn là được thông thoáng, không cản trở để tốt cho người đi bộ. Các tuyến phố đã được trang hoàng ngập tràn sắc đỏ của quốc kỳ và cờ đảng. Đường phố sạch đẹp, người dân hân hoan chào đón Tết Nguyên đán với những dự cảm tốt lành. Thưa quý vị và các bạn, thêm một mùa xuân nữa lại về. Và đây là năm thứ ba và là cái Tết thứ hai của đồng bào dân tộc Giao ở bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phú Yên, ở khu tái định cư mới. Cuộc sống ổn định và ngày càng khấm khá hơn. Và không khí ngày xuân cũng đang lan tỏa, ấm áp trong từng nếp nhà, trên từng khuôn mặt dạng người phấn khởi của người dân đây đây. Năm nay là năm thứ hai bà con khu tái định cư Bản Khoai Lang được đón mùa xuân mới trong những ngôi nhà khang trang, thắm đượm tình thương. Mọi người, mọi nhà đều phấn khởi cùng đón Tết xung vầy bên gia đình người thân. Và đặc biệt hơn cả là những nhọc nhằn, nỗi lo âu bị sạt lở nhà cửa ảnh hưởng bởi thiên tai của bà con trước đây đã không còn nữa những tiết mục văn nghệ, những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Giao đã được vang lên trong niềm vui đón xuân mới. Năm nay Tết thì cũng có chuẩn bị rất nhiều tiết mục và văn nghệ bản sắc dân tộc mình. Hôm nay Tết thì cũng rất là vui, phấn khởi. Bản Khoai Lang có 151 hộ với 666 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Giao. Trong hai năm 2017 và 2019, do ảnh hưởng của thời tiết, xảy ra lũ lụt gây sạt lở làm thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân trong bản. Đặc biệt, có 51 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm ngay cạnh quả đồi bị sạt sụt, có nguy cơ đổ sập, vùi lấp bất cứ lúc nào, cần phải di chuyển ra nơi khác. Trước tình hình khẩn cấp đó, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên đã chỉ đạo triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư bản khoai lang rời đến nơi ở mới với diện tích 4 hectare, cách bản cũ hơn 1 km. Dự án được khởi công tháng 5 năm 2020 với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Ông Lý Văn Cống là một trong 51 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao về sạt lở được chuyển đến khu tái định cư mới. Được sự quan tâm của nhà nước, sự giúp đỡ của các ủy chính quyền xã, sự sẻ chia của bà con trong bản. Giờ đây, gia đình ông Cống và bà con đều đã có nơi ở ổn định, không sợ mưa gió, yên tâm lao động sản xuất, Năm 2022, gia đình ông Lý Văn Cống thu hoạch hơn 20 tấn ngô, 2 tấn thóc. Vừa được mua, vừa được giá, nên gia đình rất phấn khởi, đón Tết Quý Mão năm nay vui vẻ, đầm ấm, đầy đủ, tươm tất hơn. Chuyển về đây thì như nó vẫn ổn hơn, mưa gió thì không sợ nữa. Trước ở trên thì trên nó sạt, bây giờ chuyển ra ngoài này nó bằng rồi thì mưa gió chả sợ. Không sợ nữa. Cho đến nay thì trong những cái số hộ được chuyển ra đây thì nói chung là cũng rất là ổn định và kinh tế cũng khá giả hơn nên bà con thì cũng yên tâm sản xuất. Sau gần 3 năm chuyển đến nơi ở mới, đời sống vật chất tinh thần của 51 hộ dân đã khá giả hơn. Tới đây dự kiến bản khoai lang sẽ di chuyển thêm 30 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Hội đồng dân, ban dân xã Bường Thải cũng luôn quan tâm đến công tác chăm sóc cũng như là công tác tết cho bà con. Đối với người giao, Tết năm nào cũng phải có quần áo mới, khăn piêu, túi khoác theo hoa văn cầu kỳ, đẹp mắt, thêm bộ vòng bạc đeo cổ. Vì theo quan niệm của họ, Tết phải ăn mặc quần áo mới và đẹp thì mới đem lại may mắn. Bà con trong bản tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ trong dịp Tết để cuộc sống tinh thần thêm phong phú. Các phục giao thì nó rất cầu kỳ cái căn. Riêng cái căn này thì nếu mà mình theo tim mình lên phúc thì 3 tháng, còn nếu mà mình à, cứ tình trạng mình thiêu thì một năm, còn áo thì à, một tháng, với lại cái yếm này thì cũng à, một tháng. Nên được một bộ trang phục gọi là à, mình hoàn hảo để ăn Tết. Một năm khởi đầu từ mùa xuân và cuộc sống đổi thay của người dân Bản Quay Lang sẽ bắt đầu từ nơi tái định cư mới. Cuộc sống tươi đẹp đã hiện hữu trên mảnh đất này. mỗi độ xuân về thì bà con các dân tộc biên giới lại nô nức tham gia chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản với nghĩa tình ấm áp mà những người lính quân hàm xanh dành cho đồng bào vùng biên chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực là sự nỗ lực của bộ đội biên phòng mang đến một cái tết đầm ấm vui tươi phấn khởi cho người dân nơi biên cương một buổi sáng cận Tết ở biên giới Mộc Châu, mặc dù nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, nhưng không khí như ấm hơn bởi tấm lòng của những người lính biên phòng và cộng đồng dành cho bà con nơi đây. Gần 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được nhận những gói quà Tết thiết thực. Những món quà chứa đựng tình cảm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập và các nhà hào tâm dành cho họ, để không ai bị bỏ lại phía sau. Và ai cũng có một mùa xuân mới đong đầy yêu thương, ngập tràn hy vọng hôm nay được đội biên phòng các nơi về quà tặng quà Tết là chúng tôi rất phấn khởi và chúng tôi rất sung sướng. Tại chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2023 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng học bổng cho các em học sinh được đơn vị đỡ đầu nuôi dưỡng trong chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng và mô hình ưa mầm xanh biên giới vững bước tới tương lai. Đặc biệt, người dân còn được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, với bà con biên giới đường xá xa xôi đi lại khó khăn được khám bệnh miễn phí ngay tại xã có ý nghĩa vô cùng to lớn sau khi sinh con thì tôi bị liệt hai chân nhưng mà hoàn cảnh gia đình khó khăn không đi khám được được các bác sĩ và bộ đội biên phòng đến tận bản nên tôi đã đi khám và được cho thuốc hướng dẫn cách chữa trị tôi cũng già rồi nên tuổi cao sức yếu nhưng mà không có điều kiện đi bệnh viện. Ngày hôm nay có bộ đội và các bác sĩ đến khám ở bản. Tôi rất là vui mừng và cảm ơn các cháu đã quan tâm. Không chỉ có hoạt động an sinh, phần hội chương trình cũng hết sức sôi động với các trò chơi dân gian. Bà con còn được tham gia thi gói bánh trưng, dạ bánh dày trong không khí hân hoan của ngày Tết. Những chiếc bánh xinh xắn với sự chung tay của bộ đội và người dân như gói ghém cả tình cảm quân dân nơi biên giới cùng chung sức đồng lòng bảo vệ vững chắc giải đất biên cương của Tổ quốc. Mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng của Khảo Lóng Sập nói riêng cũng như là bộ đội biên phòng trên khắp cả nước nói chung đều tổ chức nhằm mong muốn là mang đến cho đồng bào nơi biên giới trong đó có những hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu học sinh được đón một mùa xuân mới đầm ấm đủ đầy hơn. Đất trời Tây Bắc vào xuân, hoa đào thắm hồng trên những bản làng vùng cao biên giới. Lòng người dân cũng vui tươi phấn khởi hơn khi được tham gia các hoạt động đón Tết. Những điệu múa lời ca về tình cảm đặc biệt của những người lính quân hàm xanh vẫn sẽ còn vang vọng mãi trong lòng đồng bào các dân tộc nơi biên cương đất nước. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Tỉnh Sơn La đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Đa dạng các sản phẩm ô cốp phục vụ người tiêu dùng. Những năm gần đây thì mỗi dịp Tết đến xuân về, thành phố Sơn La đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, trong đó có hội trợ hoa xuân được tổ chức tại quảng trường Tây Bắc, mang lại không khí nhộn nhịp để chuẩn bị chào đón một năm mới với nhiều điều may mắn và tốt lành. Hội trợ Hoa Xuân thành phố Sơn La năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Chạp. Những gian hàng cùng với nhiều chủng loại hoa cây cảnh được bày bán đa dạng và phong phú màu sắc như hoa đào, hoa mai, hoa lan, hoa cúc, hoa hồng, cây cảnh được tạo dáng tạo thế tỉ mỉ. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm như tranh nghệ thuật, tranh thư pháp, gỗ mỹ nghệ, hòn non bộ, nhiều người đến chợ hoa không đơn thuần chỉ để mua sắm mà còn để lưu lại những khoảnh khắc, những hình ảnh đẹp trước thềm xuân mới. Mình thấy không khí rất là vui, rất là nhộn nhịp. mọi người đến thì rất là đông. mình cùng gia đình đến hội chợ thì ngoài cái ngắm hoa và ngắm các loại cây cảnh ra thì nhà mình cũng chụp được những bức ảnh rất là xinh. thì mình cũng mong là một năm mới sắp tới thì mọi người trong gia đình thì đều mạnh khỏe, bình an. Những ngày này tại chợ Hoa Xuân, các tiểu thương từ khắp nơi tập trung về chợ bày bán đa dạng các loại cây, hoa cảnh từ mai, đào, quất, lan cúc, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm hương vị tết cổ truyền. Theo các tiểu thương kinh doanh tại chợ Hoa Xuân năm nay, giá cả các loại hoa cây cảnh có phần tăng nhẹ so với mọi năm. Đến với hội chợ Hoa Xuân năm nay, có lẽ ai cũng cảm nhận được không khí tấp nập và ngập tràn sắc xuân. Hội chợ Hoa Xuân giờ đây đã trở thành một nét đẹp đối với người dân Sơn La đồng thời tạo cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân sản xuất kinh doanh, hoa, cây cảnh, giao thương, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Những năm qua, bằng việc khéo léo khai thác tiềm năng du lịch thiên nhiên gắn với phát huy những giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo, đã tạo sự thu hút riêng của mỗi điểm du lịch cộng đồng ở Sơn La, góp phần mở rộng và phát triển đa dạng các dịch vụ du lịch đa dạng và hấp dẫn du khách. Tỉnh Sơn La đã có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, tập huấn về chuyển đổi số và các hình thức triển khai làm du lịch, các sản phẩm và hỗ trợ xây dựng 6 bản du lịch cộng đồng phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh, hỗ trợ 31 hộ làm hộp sở Tây, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng tại bản và hỗ trợ 2 hộp sở Tây vay vốn lãi suất thấp với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay, các huyện thành phố cũng đã bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng 21 biển quảng bá và biển chỉ dẫn du lịch, hỗ trợ xây dựng 50 công trình nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các điểm công cộng điểm dịch vụ nghỉ homestay, đồng thời kêu gọi xã hóa đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn kết nối với các khu điểm du lịch, bản du lịch, huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường vào nhà văn hóa, dọc trục đường nội bản, trồng hoa cây cảnh, hỗ trợ hệ thống thu gom rác, hệ thống biển chỉ dẫn và xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn. Gần đây, các dịch vụ du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, nhất là ở Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Bắc Yên với nhiều hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia có phần tạo việc làm thu nhập cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuân về các điểm du lịch cộng đồng lại càng thêm sôi động với những hoạt động trải nghiệm tết của đồng bào dân tộc thiểu số như dạ bánh dày làm thịt các bếp tổ chức các trò chơi dân gian cho thấy du lịch cộng đồng ngày càng hấp dẫn và thu hút du khách có phần bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc giải quyết việc làm cho lao động địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững Mùa đông năm nay thì thời tiết bất thường gây nhiều bất lợi nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều bất ngờ thú vị. Tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trong khi nhiều vườn mơ mất mùa thì bất ngờ, rừng mơ Thái Hưng ở xã Mường Sang lại nở hoa trắng muốt đúng dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế mà lượng du khách đổ đến đây ngắm hoa cũng tăng đột biến. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán trên cao nguyên Mộc Châu, mùa hoa mơ đã gần tàn. Tuy nhiên năm nay, mùa hoa mơ đến chậm gần một tháng, và gây mất mùa ở nhiều nơi, thì toàn bộ thung lũng Thái Hưng như được phủ một lớp tuyết trắng tinh khôi. Những cây mơ má đào năm nay đồng loạt nở hoa vào đúng dịp Tết. Cũng vào cái vụ Tết này là coi như là hoa mơ rất thật là đẹp. Cho nên là mọi du khách là đến đây là chiêm ngưỡng những cái vườn hoa của Thái Hưng. Nằm trên đường ra cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, rừng mơ Thái Hưng rộng gần 30 hecta, trải dài hơn 1 km là một trong những rừng mơ cổ thụ rộng nhất Mộc Châu. Hoa mơ thường nở rộ vào cuối đông, toàn bộ cây mơ đều chút hết lá, thay vào đó là hoa mơ trắng muốt, tạo nên một cảnh sắc hết sức kỳ thú. Thật là kỳ diệu. À, năm nay tôi cũng đi rất nhiều vườn mơ từ Mộc Châu sang đây, nhưng mà vườn mơ Thái Hưng thật đặc biệt, hoa vẫn còn lở rộ đến tận bây giờ và tuyệt vời hơn nữa là rất đẹp, đẹp hơn năm ngoái rất nhiều. Một xuân đến là lúc đất trời Mộc Châu khoác lên mình một bộ cánh tinh khôi trắng muốt của những đồi hoa mơ. So với nhiều loại hoa ở Mộc Châu, hoa mơ đem đến cảm giác khác biệt, hoa không nở thưa thớt mà thành từng chùm. Vẻ đẹp của loài hoa núi rừng khiến bất cứ du khách đặt chân đến đây đều thích thú. Đây là lần đầu tiên em đến với vườn mơ Thái Hưng này. Và cảm nhận của em về vườn mơ thì nó rất là đẹp với cái sắc hoa trắng tinh khôi của hoa mơ ở nơi đây nó tràn ngập khắp cái đồi quả đồi này. Và bọn em đã có rất nhiều cái ảnh đẹp ở đây để có thể chia sẻ với mọi người. Hàng nghìn cây mơ cây mận mọc thành hàng san sát nhau khoác lên mình chiếc áo bông trắng ấm áp trong tiết trời mùa xuân của núi rừng Tây Bắc. Bởi vẻ đẹp này mà nhiều người không quản ngại xa xôi từ khắp các tỉnh thành trên đất nước đến du lịch Mộc Châu để được chim đắm trong những rừng hoa mơ nở trắng núi đồi. Không khí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã về trên khắp các nẻo đường. Cũng là thời điểm các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh và mùa mua sắm Nắm bắt xu thế này thì tại nhiều điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của tỉnh Sela đã bày bán đa dạng các mặt hàng cung ứng thị trường Tết Nguyên đán. Hiện nay là dịp cao điểm chuẩn bị thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Nhu cầu của thị trường đối với những sản phẩm chất lượng sẽ tăng lên. Do đó, việc tăng cường kết nối tiêu thụ các sản phẩm ô cốp được điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp Hội Nông Dân Tỉnh đẩy mạnh với các mặt hàng đạt hạng 3 sao, 4 sao đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm và tạo được niềm tin cho người dân khi lựa chọn sản phẩm ô cốp cho dịp Tết. Trong dịp Tết nguyên đáng này, hiện nay cửa hàng đang có 83 các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp, giá thành thì rất là phải chăng để phục vụ cho khách hàng mua sắm và tiêu dùng. Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm hàng hóa sớm hơn để tránh tình trạng cập dập đông đúc vào những ngày cận Tết. Thay vì lựa chọn từng sản phẩm nhỏ lẻ tốn nhiều thời gian, chị Trang ở phường Tô Hiệu thành phố Sơn La đã lựa chọn cho mình những giỏ quà sang trọng đẹp mắt với đầy đủ các loại sản phẩm mang đặc trưng hương vị ngày Tết dành tặng cho bạn bè người thân với mong muốn bày tỏ lòng cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới nhiều niềm vui. Gia đình mình sử dụng các sản phẩm mà nông sản sạch thì mình cũng muốn giới thiệu đến hai bên nội ngoại mình những sản phẩm nông sản sạch, nông sản an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh những giỏ quà Tết, năm nay tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp Hội Nông Dân Tỉnh bày bán nhiều loại mặt hàng gạo đặc sản của các địa phương trong tỉnh phục vụ người tiêu dùng sắm Tết. À, nhà tôi thì rất là tin tưởng và thích dùng gạo nếp tan mường và sông mã bởi vì cái vị đặc trưng của gạo nếp tan mường và sông mã này nó không giống với bất cứ gạo nào khác à, mà tôi đã từng ăn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nhà sum họp, người người đoàn tụ. Với chị Thúy ở phường Trường Sinh, đã lựa chọn cho mình những sản phẩm ô cốp để dâng lên bàn thờ gia tiên trong dịp Tết. Trong dịp Tết như thế này thì tôi đã lựa chọn sử dụng những sản phẩm ô cốp. Tôi khá là an tâm khi sử dụng những sản phẩm này. Giá cả thì cũng khá là hợp lý. Tôi đã lựa chọn nước ép, bánh kẹo rồi hoa quả sấy để dâng lên bàn thờ gia tiên và cầu mong cho một năm mới mọi người trong gia đình đều bình an và mạnh khỏe. Sản phẩm ô cốp không chỉ mang lại giá trị kinh tế, việc làm cho người lao động mà còn góp phần gìn giữ, truyền tải và phát huy các giá trị văn hóa đẹp đẽ đến với người tiêu dùng. Dịp Tết đến xuân về, những sản phẩm ô cốp đã góp phần tô điểm thêm cho mâm cỗ thêm phần ấm cúng hơn. Tết là dịp người tiêu dùng mua và sử dụng thực phẩm nhiều hơn hẳn so với các dịp khác trong năm. Tuy nhiên thời điểm này thì có không ít đối tượng lợi dụng nhu cầu thực phẩm tăng để trà trộn hàng nhập lậu Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là 1,4 tấn bì lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị đội quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa thu giữ vào giữa tháng 1 năm 2023. Tất cả đều đã biến đổi màu sắc và lái xe khai nhận thu gom từ các cơ sở nhỏ lẻ tại Hưng Yên vận chuyển về đây bán để kiếm lời. Trước đó vào hồi tháng 8 năm 2022, gần 90 tấn thực phẩm đông lạnh gồm thịt bắp bò, lòng bò, ba chỉ bò, da bò, thịt ngựa, lòng ngựa, thịt đuôi ngựa đã bị đội quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thu giữ được ở gần địa phận Dốc Quýt. Theo đánh giá của cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, các diễn biến về vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm nhập lậu vẫn đang xảy ra phức tạp, bất chấp khu vực tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc được hai nước kiểm soát chặt. Thì là nó vẫn cứ tiềm ẩn là cái việc là thực phẩm nhập lậu qua các hình thức như là nhập khẩu hàng hóa hoặc là cái hoạt động là tạm nhập tái xuất trên các địa bàn tỉnh biên giới phía bắc rồi là các đối tượng thì chủ yếu rằng là liên lạc với nhau là qua cái điện thoại hoặc là không rõ cái, cái danh tính thứ hai nữa là qua các cái trang mạng xã hội để giao dịch với nhau là rất khó khăn trong cái công tác điều tra xác minh chỉ trong nửa tháng từ 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 1 năm 2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã xử lý 77 vụ, xử phạt hành chính 172,6 triệu đồng. Theo các lực lượng chức năng, hàng tạm nhập tái xuất cũng là loại hình được xác định đã thẩm lậu số lượng lớn thực phẩm bẩn vào nội địa. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc các chủ hàng gặp khó trong việc xuất hàng qua Trung Quốc, dẫn đến phải lưu giữ, bảo quản trong nhiều ngày ở kho lạnh cửa khẩu. Để tránh thua lỗ, các chủ hàng tìm cách móc nối, bán hàng vào nội địa để qua mặt lực lượng kiểm soát, các đối tượng chia nhỏ hàng sau đó vận chuyển liên tỉnh bằng các phương tiện khác nhau về những thành phố lớn. Kiểm tra kiểm soát cái vấn đề về các cái hàng hóa liên quan đến vấn đề cái an toàn thực phẩm tập trung kiểm tra kiểm soát các cái điểm tập kết kho tàng à, tại các cái quận huyện đặc biệt ở đây thì chúng tôi cũng chú tâm đến cái địa bàn như thể là huyện Thanh trì, Hoàng Mai hay bà trưng, Gia Lâm, Long Biên vân vân và trên các cái tuyến giao thông đường bộ đường sắt và các cái tỉnh phía bắc miền trung phía nam và ra Hà Nội để tiêu thụ quá trình triển khai công tác kiểm soát lưu thông thực phẩm của các lực lượng vẫn còn nhiều hạn chế và mới chỉ dừng lại ở các siêu thị và chợ đầu mối vì vậy nhiều chủ đầu nậu từ biên giới móc nối với các tiểu thương nội địa bán hàng không có kiểm dịch mà chỉ bằng hình thức trao đổi điện thoại hay qua các nhóm chat trên nền tảng mạng xã hội chỉ qua quá trình nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện là thường là những mặt hàng là chưa qua kiểm dịch hoặc là có chưa đuổi đầy đủ các thủ tục về quyết định pháp luật về an toàn thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Có một thực tế là người tiêu dùng hiện nay còn khá dễ tính khi lựa chọn sử dụng thực phẩm. Nhiều người không quá quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm, do đó để đấu tranh với thực phẩm bẩn cần có sự chung tay của cả cộng đồng, cả cơ quan quản lý và từ phía người dân. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh thành. Thời gian gần đây thì trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách kinh doanh vận tải. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023 chú trọng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông của lái xe chủ xe kinh doanh vận tải hành khách quan tâm kiểm tra việc thực hiện quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện và thời gian lái xe các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, các bến xe khách kiểm tra thực hiện quy định 100% xe trước khi khởi hành, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện, bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ, tổ chức thời gian làm việc hợp lý, bảo đảm sức khỏe của lái xe, tránh hiện tượng mệt mỏi, ngủ gật khi đang điều khiển xe, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn khi trời có mưa, sương mù, lái xe vào ban đêm, đi trên đường đèo dốc. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại